Chúng tôi là Trọng Thắng, xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu trong chương trình của chúng tôi cho biết là Hoa Kỳ ghi nhận thêm dấu hiệu cảnh báo về suy thoái kinh tế. Trong một báo cáo mới nhất được Bộ Thương mại của Hoa Kỳ công bố trong ngày 29 tây tháng 6, cho thấy tổng sản lượng nội địa GDP giảm 1.6% trong quý 1 của năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức suy giảm này sâu hơn so với mức 1.4% mà cơ quan này công bố dữ liệu ước tính sơ bộ hồi tháng 4. Quý 1 của năm 2022 cũng là quý đầu tiên mà tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ giảm kể từ quý 2 của năm 2020 khi nước Mỹ chìm sâu vào nguy cơ bị suy thoái vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. GDP của quý đầu năm 2022 của Hoa Kỳ cũng đã bị giảm sau khi đạt mức tăng trưởng ấn tượng là 6.9% trong 3 tháng cuối năm 2021. Các chuyên gia dự báo là hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ sẽ còn chậm lại khi mà quỹ dự trữ liên bang Fed tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đồng thời thận trọng theo dõi những dấu hiệu về nguy cơ bị suy thoái. Đang manh nhà, Cùng ngày, thì nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới bà Carmen Reinhardt đã bày tỏ về sự hoài nghi về khả năng kinh tế của Hoa Kỳ và toàn cầu có thể tránh được một nguy cơ suy thoái trong bối cảnh lạm phát đang leo thang, lãi suất tăng và nền kinh tế thứ hai trên thế giới là Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Bà Reinhardt đã nghi ngờ về khả năng Hoa Kỳ có thể tránh được kịch bản suy thoái kinh tế khi lạm phát hiện nay đã lên tới mức 8.6%. Bà cho biết trong lịch sử, việc vừa có thể giảm lạm phát, vừa giảm thiểu tổn hại tới tăng trưởng kinh tế luôn là một nhiệm vụ khó khăn. Các nguy cơ suy thoái kinh tế hiện nay đang là một chủ đề nóng. Mọi nguy cơ đều đang rình rập đưa nền kinh tế toàn cầu về ngưỡng suy thoái từ các yếu tố bất ổn cho đến chính sách tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương, trong đó có quỹ dự trữ liên bang. Sau hơn một thập niên áp dụng chính sách tiền tệ siêu lỏng và lãi suất âm, trong tháng 6 này, Ngân hàng Thế giới cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống tới mức 2.9% trong năm 2022 và cảnh báo về cuộc xung đột tại Ukraine sẽ càng làm tăng thêm sự bất ổn và khó khăn vốn đã kéo dài trong thời gian đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã bắt đầu đối mặt với suy thoái kinh tế. Tập đoàn bán lẻ Walmart bị kiện vì cho phép chuyển tiền gian lận là bản tin tiếp nối. Tin chi tiết từ Hoa Thịnh Đốn cho biết là Ủy ban Thương mại Liên bang của Hoa Kỳ FTC thông báo cơ quan này đã kiện tập đoàn bán lẻ Walmart với cáo buộc là cho phép chuyển tiền gian lận để thu hàng trăm triệu mỹ kim của khách hàng. Ngoài hoạt động kinh doanh bán lẻ, thì công ty Walmart cũng cung cấp các dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng tại các cửa hàng của hãng, bao gồm chuyển tiền, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ có thể nạp lại, chuyển tiền mặt bằng check, thanh toán hóa đơn. Walmart cũng hoạt động như là một đại lý cho nhiều dịch vụ chuyển tiền, trong đó có MoneyGram, RIA và Western Union, cung cấp một số dịch vụ dưới thương hiệu của hãng, thí dụ như Walmart to World. Tuy nhiên, Ủy ban Thương mại cho rằng Walmart cho phép thực hiện những dịch vụ chuyển tiền này, nhưng lại không bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Trong một thông cáo báo chí của Ủy ban Thương mại, theo đơn kiện gửi cho tòa án của illinois ủy ban này nêu rõ trong nhiều năm qua walmart đã làm ngơ những hành vi bất chính lợi dụng lỗ hổng trong các dịch vụ chuyển tiền tại các cửa hàng ở walmart Ủy ban thương mại đã đề nghị tòa án yêu cầu Walmart phải hoàn trả tiền lại cho người tiêu dùng, đồng thời xử phạt dân sự đối với những vi phạm của công ty này. Ủy ban thương mại cáo buộc Walmart cho phép thực hiện các giao dịch khả nghi mà không áp dụng chính sách chống gian lận, cũng như là cho phép rút một số lượng lớn tiền mặt. Ngoài ra thì đơn kiện nêu rõ là Walmart không trang bị cho các khách hàng kiến thức về vấn đề chống gian lận hoặc là đào tạo nhân viên tư vấn cho khách hàng về vấn đề này. Giám đốc của bộ phận bảo vệ người tiêu dùng của Ủy ban Thương mại là ông Samuel Levin nói rằng trong khi những đối tượng bất chính sử dụng lịch dịch vụ chuyển tiền để tẩu tán tiền mặt, Walmart đã ngó lơ và bỏ túi hàng triệu Mỹ Kim tiền phí giao tiền. Và phản ứng trước động thái này thì công ty Walmart cho rằng đơn kiện của Ủy ban Thương mại không có cơ sở pháp lý. Tuyên bố của Walmart nêu rõ tập đoàn sẽ tiếp tục bảo vệ các nỗ lực mạnh mẽ chống gian lận. Sang qua New York, bản tin tiếp nối cho biết là thống đốc Kathy Hoku đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Thống đốc của New York trong ngày 28 tháng 6 vừa qua đã đánh bại hai đối thủ dân chủ để giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, tạo tiền đề cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Kết quả cho thấy bà Hokun giành được 65% phiếu bầu, Nghị sĩ Tom Suozzi của Long Island có 12% số phiếu, trong khi đó thì ứng cử viên Juman William có 21% phiếu bầu. Với kết quả này thì bà Hokun sẽ đối mặt với người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa trong một cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 để trở thành thống đốc New York nhiệm kỳ tiếp theo. Bà Kathy Hoku là nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang, nhậm chức vào tháng 8 năm 2021 sau khi ông Andrew Cuomo từ chức. Bà vốn đang nắm quyền trong văn phòng thống đốc và với chiến thắng này, đảng của bà có lợi thế hơn là đảng đối thủ. Cộng hòa không giành được chiến thắng trên toàn tiểu bang New York kể từ khi ông George Pataki đắc cử nhiệm kỳ thống đốc thứ ba vào năm 2002. Theo thông tin trên tờ New York Times, cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ hứa hẹn có những tác động sâu rộng lên tiểu bang New York sau hai quyết định mang tính bước ngoặt gần đây của tòa án tối cao về việc chấm dứt quyền phát hai của liên bang và hạn chế khả năng điều chỉnh luật kiểm soát vũ khí của New York. Tiểu bang New York từ lâu đã là thiên đường an toàn cho việc phát hai và có một trong những luật hạn chế mạnh nhất về súng ống. Sau khi mừng chiến thắng vào tối ngày 28 tháng 6 ở Manhattan, bà Hokun đã dự định nhanh chóng trở về Albany để tham dự một phiên họp đặc biệt hiếm hoi phản ứng trước phán quyết của tòa án tối cao về việc vô hiệu hóa luật kiểm soát súng đã có hàng thế kỷ này. Sau qua bản tin từ Florida cho biết là một ông bố đã bị bắt giữ vì để con nghịch súng gây ra một tai nạn chết người. Tin chi tiết Dẫn nguồn tin từ cảnh sát trưởng của quận Escambia ở Florida, ông Chip Simon thông báo về việc bắt giữ nghi phạm là Roderick Randall, 45 tuổi, với một cáo buộc sơ xuất đáng trách sở hữu súng trái phép và che giấu bằng chứng. Thảm kịch xảy ra tại một khách sạn nơi mà Randall, người bị cấm sở hữu súng vì đã có tiền án, gặp gỡ một cô bạn gái trong ngày 25 tỷ tháng 6. Anh ta mang theo một cô con anh ta mang theo một cậu con trai 8 tuổi, còn bạn gái thì mang theo một cặp song sinh 2 tuổi và con gái 1 tuổi. Khi Brando ra ngoài và để súng trong tủ, cậu con trai biết chỗ cất nên đã lấy súng ra nghịch trong lúc bạn gái của bố đang ngủ. Semin cho biết rằng cậu bé rút súng ra khỏi bao da, bắt đầu nghịch và bắn một phát đạn vào em bé một tuổi khiến cho cô bé này tử vong. Viên đoạn xuyên qua người cô bé và trúng vào một bé song sinh khiến cho cô bé này cũng bị thương. Khi Rando quay lại thì đã lấy khẩu súng và một chất không xác định có thể là ba túy ra khỏi phòng trước khi cảnh sát tới. Theo báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ về An toàn súng cho biết rằng, mỗi một năm hàng trăm trẻ em ở Hoa Kỳ tiếp cận với những khẩu súng không an toàn, đã lên đạn và để trong tủ quần áo hay là trong ngăn kéo tủ đầu giường, trong ba lô hoặc là ở chỗ dễ nhìn thấy. Bi kịch thường xuyên xảy ra khi trẻ em tìm thấy súng và tự bắn mình hay là bắn người khác. Hiệp hội cho hay là trung bình mỗi năm ghi nhận từ 350 trường hợp tử vong vì tai nạn súng đạn vì trẻ em gây ra. Theo trang mạng của kho dữ liệu bạo lực súng đạn thì súng là một nguyên nhân gây lên 40.000 trường hợp tử vong mỗi năm ở Hoa Kỳ, trong đó có cả những vụ tự tử bằng súng. Sau qua Texas, bản tin tiếp nối cho biết là tài xế phê ma túy đá khi bỏ lại xe container chứa thi thể. Giới chức của tiểu bang Texas cho biết là đã bắt được tài xế điều khiển chiếc xe container chứa thi thể người di cư ở San Antonio và anh ta có biểu hiện là đang phê ma túy đá. Công dân Mỹ Homero Zamorano, 45 tuổi, đã bị bắt giữ trong quá trình chạy trốn sau khi bỏ lại chiếc xe container ở một khu vực hoang vắng tại San Antonio. Nghi phạm hiện nay đang ở trong bệnh viện và dự kiến sẽ bị truy tố. Các nhà điều tra đã lần theo giấy phép sở hữu xe container và tìm đến một địa chỉ ở San Antonio để tìm thêm nghi phạm liên quan tới sự việc. Sở cảnh sát ở Antonio đã thiết lập một lưới giám sát tại căn nhà này, thấy một người mang súng lái xe rời đi, được xác định là Luna Bibao. Cảnh sát tiếp tục theo dõi và phát hiện thêm một nghi phạm khác đó là Juan Claudio Domenende cả hai đều là công dân của Mexico. Hai người này bị truy tố tại tòa án liên bang Hoa Kỳ vì sở hữu súng khi cư trú bất hợp pháp. Theo tài liệu của tòa án và chính quyền thì 51 người di cư trong đó có 39 đàn ông, 12 phụ nữ đã chết sau khi bị mắc kẹt bên trong chiếc xe container không có máy lạnh trong điều kiện nắng nóng ở thành phố San Antonio trong ngày 27 tháng 6 vừa qua đây là một trong những thảm kịch buôn người chết chóc nhất trong những năm gần đây quan chức thực thi pháp luật cho hay là người di cư trên xe container đã bị rắc ra vị bí tết đã bị rắc ra vị bí tết đây là một cách mà những kẻ buôn lậu sử dụng để che giấu mùi cơ thể và tránh bị chó nghiệp vụ phát hiện. Thảm kịch đã nêu bật thách thức về kiểm soát dòng người di cư trái phép đối với Tổng thống Joe Biden, người cam kết sẽ đảo ngược một số chính sách nhập cư cứng rắn của ông Donald Trump. Ngay sau đây là phần thông tin thương mại.